Anh xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn, đây là khu giáo xứ Gia Định ở đầu đường Lê Quang Định, nơi đây gần với chợ Bà Chiểu, và hướng này là đi thẳng con đường Bùi Hữu Nghĩa tới chợ Bà Chiểu. Cuối đường Bùi Hữu Nghĩa đó là đường Lê Quang Định, và chiều nay thì mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi một dọc theo con đường Lê Quang Định để nhìn lại hình ảnh của Sài Gòn ngày hôm nay, cũng như ôn lại ký ức của Sài Gòn ngày xưa, để xem nay và xưa nó thay đổi như thế nào ha. Tại mấy bữa bên TV cũng có thực hiện những cái video clip dọc gần đây, thì cũng có nhiều của chú anh chị để lại sự tiếc nuối khi mà bên TV không đi con đường Lê Quang Định để xem con đường đó ngày hôm nay nó như thế nào. Thì hôm nay ngày cuối tuần, ngày 14 tháng 4, VLTV sẽ thực hiện cái video clip này để anh chị và các bạn có thể hình dung được khu xóm Gia Định ngày xưa. Đây là khu chợ Bà Chiểu. Ở mặt đường này thì bán hải sản, thịt cá rất là nhiều ha. Ở giao lộ Lê Quang Định với lại đường Bạch Đằng thì có trường Hồ Ngọc Cẩn ngày xưa, ngày nay là trường Nguyễn Đình Chiểu, những ngôi trường xưa của cô chú anh chị. Nói chung là ngày nay cũng có nhiều cái sự thay đổi, cho nên VLTV tìm hiểu được cái gì thì chia sẻ đó ha. Chứ thời VLTV thì không có còn những cái thông tin về ngày xưa nữa. Buổi chiều chuẩn bị chợ dọn ra bán quần áo rồi quá trời nè, quần áo rồi giày dép túi xách. Cái chỗ này là một chiều, tuy là một chiều nhưng mà người ta cũng chạy xe hai chiều liên tục à. Nên mấy bữa mình lên TV ngộ nhận nên đi đại theo người ta, ra nhìn lại mới thấy là đường chỗ này một chiều. Đây có xe bánh tiêu rồi giờ cháu quẩy bánh bò. Qua cái đoạn chợ là qua bên kia là con đường Lê Quang Định. Có nhiều của chú anh chị chia sẻ cái chung cư phía bên kia là của gia đình chú Quả ngày xưa nè, gia đình bán vàng nè, nhưng mà ngày nay là cái chung cư luôn, cái nhà ngày xưa giờ là cái chung cư luôn. Ở dưới quá trời mặt tiền cho thuê. Hầu như người ta trả nhà hết trơn luôn á. Bên chị và các bạn có hình dung được con đường ngày xưa không? Ở đây là con đường Bạch Đằng, thẳng ra hướng khu vực Nghệ Tĩnh. Bên kia là ngôi trường trường xưa, trường Hồ Ngọc Cẩn ngày xưa. Ở đây là Nguyễn Đình Chiểu. Ngôi trường rất là xưa và có kiến trúc đậm chất Tây. Cái khuôn viên cũng rất là lớn ha. Qua bên đây là Lê Quang Định ở đây. Cái video clip này giống như là chúng ta đi chợ Bà Chiểu về vậy đó, hoặc là đi học. Đi học rồi về, bây giờ đi về nè. Nhìn lại khu chợ Bà Chiểu ha. Cái hướng này hơi ngược nắng.
Phía bên kia là chợ Bà Chiểu đây. Ở bên kia và các bạn có hình dung không? Nó xe đông quá. Rồi chúng ta tiếp tục đi một vòng con đường Lê Quang Định ha. Bên đây cũng là cổng trường của trường Nguyễn Đình Chiểu luôn nè. Có 2-3 cổng luôn. Con đường Lê Quang Định nối liền từ chợ Bà Chiểu cho tới đường Phạm Văn Đồng ngày nay. Ngày nay cuối đường Lê Quang Định có đường Phạm Văn Đồng, quẹo trái là đi về phi trường Tân Sơn Nhất. Còn quẹo phải là đi đi Đồng Nai. Sẽ chạy từ từ để chị và các bạn thấy được hình ảnh con đường Lê Quang Định, xem những hình ảnh hôm nay để mường tượng lại trong ký ức với những hình ảnh của con đường Lê Quang Định ngày xưa thì nó như thế nào. Còn đối với Vinh TV thì con đường này nó vẫn vậy ha. Từ khi mình biết cho tới bây giờ thì cũng không có gì thay đổi lắm. Con đường thì cũng rộng. Đường này là sẽ chạy thẳng tới đi ngang qua ngã tư Bình Hòa, ngay chỗ đường Chu Văn An rồi đó ha. Rồi quẹo phải vô Chu Văn An, khu Đồng Ông Cộ. Có cô chú anh chị hỏi trong Đồng Ông Cộ có cái nghĩa trang giờ còn không? Mà Vinh Lâm TV cũng tìm hiểu nhưng mà hình như là bây giờ cái Đồng Ông Cộ chỉ là cái địa danh thôi, cái nghĩa trang rồi thì hoàn toàn đã không còn nữa ha. Bây giờ mấy khu mà nghĩa trang lớn lớn thì nói chung là cũng đã có những dự án thay đổi rồi. Ở đây là ngã ba đường Phan Văn Trị. Họ đi cái hướng này cái ánh mặt trời nó hơi chói chói ha. Con đường này hầu như nhà cửa rất là đẹp, người ta đã xây mới rồi, hầu như nhà nào cũng rộng không à. So với những cái khu Bùi Hữu Nghĩa thì nhà ở đây đẹp hơn, lớn hơn. Đây có khu chợ nè, khu chợ chắc có lẽ ngày xưa là một khu đất trống hoặc là như thế nào đó, nhưng mà khu chợ ngày nay tôi thấy không có được chăm chút, những mái tôn nó ngày càng xuống cấp, những cái sạp chợ bằng cây nó cũng mục. Thấy thương. Những hình ảnh những khu chợ truyền thống thì ngày nay hầu như là chợ nào cũng vậy ha.
phải dùng từ lụp sụp á. Ra đây là giao lộ Lê Quang Định lại Nơ Trang Long. Quẹo phải Nơ Trang Long thì mình sẽ đi tới cầu Văn Kỳ, rồi cầu Bình Lợi. Rồi thẳng hướng này là đi ra Phạm Văn Đồng. Đi ngang qua thì quên quên cái địa danh ở đây. Có gì mình lên tivi sơ sót sót thông tin gì đó thì anh chị cô chú bỏ qua ha. Cho mình lên tivi một cái comment để các bạn khi mà xem video clip này, các bạn trẻ new lên tivi xem video clip này thì có thể biết được ở đây nó ngày xưa là như thế nào. Đối với con đường này thì ngày xưa trong ký ức Vinam TV không có đó, cho nên đi con đường này thì không biết nói gì luôn á. Thôi thì cứ đi ha, có gì cô chú anh chị chia sẻ. Những lời chia sẻ của cô chú anh chị ở phần bình luận đó là những tư liệu cho các bạn khi mà ai muốn tìm hiểu về những cái thông tin ở con đường Lê Quang Định thì cũng có thể hiểu được, trong đó có Blan TV. Đường xá ở ở khu này thì Blan TV cũng đi nhiều lần nhưng mà nó uốn lượn đó, nó làm cho mình dễ bị mất phương hướng đó, nên nhiều khi sắp tới phía trước đi ngang con đường gì thì những cái không hình dung. Nắng chói lọi à, dạo này ở Sài Gòn nắng nóng cực độ luôn á, buổi trưa là chịu không nổi luôn. Ngay đây giao lộ Nguyễn Văn Đậu. Với con đường này thì trong ký ức của cô chú anh chị nó như thế nào. Ngày nay những mặt bằng lớn hầu như là đều bị trả hết trơn. Bên đây người ta xây nhà nữa, người ta đào móng. Cái diện tích cũng 3 mét rưỡi, sâu vô chắc 10 mấy 20 mét. Đó, xây nhà ở Sài Gòn vất vả lắm. Đó, Huy chật hẹp á, những anh thợ xây phải gói ghém làm sao cho đủ chỗ làm. Vừa xây nhà mới mà vừa phải kiểm tra hai ba nhà xung quanh nữa. Nên thành ra cái chi phí ở Sài Gòn nó xây dựng nó rất là mắc. Những căn nhà ở Sài Gòn hầu như là san sát nhau, rồi nó tựa vào nhau đó. Khi một căn mà nó gỡ ra được xây mới thì trong lúc gỡ ra thì căn cái bên nó cũng nguy hiểm.
con đường Lê Quang Định này có mấy khu chùa nè, đi ngang qua khu chùa nơi yên nghỉ của bà ngoại bạn đồng nhỏ, ngôi chùa trong cái hẻm chùa Già Lam. Con đường này đi ngang qua đường ray xe lửa. Trước khi tới đường Phạm Văn Đồng, đó là đi ngang qua đường ray xe lửa ha. Ở bên tay phải có hẻm chùa Diệu Đức, rồi bên tay phải đây có chùa Già Lam, rồi chùa Từ Thuyền. Nhiều tên chùa ở đây lắm. Ở trong hẻm này cũng có mấy chùa luôn á. Đó, chùa Già Lam, chùa Châu An, chùa Tịnh Xá Ngọc Phương. Đó, mấy chùa ở trong hẻm này luôn. Do hôm nay là ngày cuối tuần nên thành ra đường xá này đỡ đông á. Chứ ngày bình thường đó là phố xá đây chật chội. Giờ này có cái sung trái bự ghê, ủa cây bự ghê quá trời trái luôn nè. Còn nhà này người ta không có sử dụng hết ta. Đây có quán gà nướng. Gà nướng 180.000 con, gà nướng Anh Tư. Anh Tư bán gà nướng. Hai ba quán luôn. Bên kia có chùa Giác Thọ. Còn giờ mới để ý ha, khu này quá trời chùa luôn. Có cái cổng chào gì nữa đây. Trên con đường thì có rất nhiều xóm hẻm ha. Volunteer sẽ thực hiện những cái xóm hẻm trong những cái video clip khác để tập hợp lại vài cái lời yêu cầu. Cái Volunteer sẽ đi hàng loạt các xóm hẻm trên một con đường. Chứ nhiều khi đi một hẻm xong cái vài bữa lại có một yêu cầu đi vô cái hẻm khác nữa, mà như cái bên đó, để lại sự tiếc nuối cho nhiều cô chú anh chị. Nên là Lan Vy sẽ tập hợp lại và thực hiện gửi bà con cô bác trong thời gian sớm nhất. Cái đoạn Lê Quang Định này bán đồ ăn quá trời ha. Trà sữa, rồi gà nướng, rồi bánh khoai mỡ chiên. Ủa, bánh khoai mỡ là bánh gì? Khoai mỡ chiên. Nhưng mà khoai mỡ chiên nó ngon hơn khi mà đừng có để mấy cái gì bột phô mai gì vô. Cái đó mình ăn thấy nó không có ngon. Khi mà để cái bột phô mai đó cho nó chua chua mặn mặn thì kỳ đó, khó ăn đó. Đi tới bên kia là con đường Phạm Văn Đồng rồi nè. Hồi xưa trong ký ức của chú anh chị thì con đường Lê Quang Định này ở đoạn này nó như thế nào? Con đường Phạm Văn Đồng rất là lớn ha.
ngang qua khu Gò Vấp này. Ở cuối đường Lê Quang Định, phải qua đây là đường Nguyên Hồng nè. Ở con đường Nguyên Hồng, con đường cũng nhỏ nè. Rồi thôi, chắc cái chiếc clip hôm nay đến đây tạm dừng. Và hình ảnh dọc dọc theo con đường Lê Quang Định chia sẻ anh chị và các bạn. Hy vọng thông qua hình ảnh này thì Minh Huy cũng gửi Sài Gòn đến gần hơn với anh chị và các bạn ha. Thì mà chúng ta chưa có dịp về Sài Gòn thì xem cho nó đỡ nhớ và cập nhật tình hình khu xóm. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.